Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng. Nữ Nhâm Tuất lúc nhỏ có nhiều vận may, tuy nhiên lớn lên thì phải trải nghiệm nhiều điều khó khăn trong cuộc sống của mình. Hôn nhân cũng có trắc trở nhưng cũng hạnh phúc, có con cái và phúc phận sau này. Vậy thì để bây giờ quý vị có thể hiểu rõ hơn về vận thế cuộc đời nữ mạng tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi bài phân tích sau đây. Gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung đoài, mạng đại hải thủy, nước biển lớn, xương con chó, tướng tinh con chim chỉ, bà cửu thiên huyền nữ độ mạng. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm cuộc đời nữ mạng Nhâm Tuất thông qua bài thơ sau. Nhâm Tuất mạng thủy số này, nước ở biển lớn chảy hoài chẳng thôi, tuổi nàng hợp số thu đông, ấy là mùa vượng, ở không ăn hoài, lỗi sinh tuất sửu thìn mùi, dần mão, 6 tháng đắng cay vô ngần. Số này bị nạn nhiều lần, cũng may nhờ có Phật độ, trời cho. Số này phải giữ phải kiêng, sợ e nạn có tật nguyền chẳng sai. Vô phần chơi với bạn bè, thương người giúp đỡ thế mà phản ta, tiền vận phải chịu linh đinh, nhà cửa tay có thế mà cũng tiêu, hậu vận mới được tụ tài, lập nên cơ nghiệp ở thời bền lâu. Tổng quan, nữ tuổi Nhâm Tuất lúc nhỏ may mắn, an nhàn, sống cuộc sống vui vẻ, sung túc, gia đình hạnh phúc. Khi lớn lên, ban đầu có bước chân vào xã hội, công việc, sự nghiệp, họ gặp nhiều khó khăn. Trong cuộc sống có điều cản trở khiến tài lộc không thuận. Nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân, họ đã có một chỗ đứng vững chắc khi còn khá trẻ. Sau kết hôn, cuộc sống có nhiều cải thiện, đặc biệt là tình cảm và tài lộc. Tổng kết, nữ Nhâm Tuất lúc nhỏ có nhiều vận may, tuy nhiên lớn lên thì phải trải qua nhiều điều khó khăn trong cuộc sống, hôn nhân có trắc trở nhưng khá hạnh phúc, có con cái sau này. Nữ tuổi Tuất hưởng thọ trung bình từ khoảng 60 đến 72 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức sẽ được gia tăng niên thọ. Để hỗ trợ vận trình cuộc sống giúp đỡ cho nữ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 giảm thiểu khó khăn, tăng cường vận may, lời khuyên của Phong thủy Gia Cát chính là bản mệnh nên thỉnh đeo Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là pháp khí hàng đầu của nhà Phật, giúp chiêu tài, nạp phúc cực kỳ tốt. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh khi bên cạnh, vượt qua được mọi hanh thông, giúp cho Đường Tăng bình an, vượt qua thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng của hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi sinh biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Tình duyên, sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch, nữ Nhâm Tuất sau kết hôn, cuộc sống không có gì thay đổi nhiều. Về công việc có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn gặp khá nhiều những cản trở trên con đường công danh. Tình cảm ban đầu rất tốt, hạnh phúc nhưng có khoảng thời gian vướng phải chuyện thị phi. Muốn gia đình luôn được hạnh phúc thì Nhâm Tuất phải chú ý tới các mối quan hệ trong xã hội, không nên kết giao bừa bãi. Sinh vào các tháng 2, 5, 8 và 10 âm lịch, sau kết hôn cuộc sống hôn nhân của Nhâm Tuất tốt đẹp về tình cảm nhưng thường hay vướng phải các vấn đề liên quan tới tiền bạc. Do vậy mà họ cần phải cẩn thận và chú ý hơn tới những quyết định trọng đại liên quan tới vấn đề tài chính của gia đình. Sinh vào các tháng 1, 3, 6, 7 và 11 âm lịch
cuộc sống hôn nhân của nữ Nhâm Tuất sẽ vô cùng tốt đẹp. Sau kết hôn có nhiều vận may tới, họ hầu như không phải lo lắng nhiều về các vấn đề trong cuộc sống. Gia đình, công danh, cuộc sống gia đình yên vui, đầm ấm. Tuy có lúc xảy ra chút cãi vã, tranh chấp nhưng không có vấn đề gì. Tình cảm giữa các thành viên rất tốt đẹp. Nữ tuổi Nhâm Tuất, con đường công danh gặp khá nhiều trắc trở. Thành tựu có nhưng cũng không nhiều. Về sự nghiệp phát triển nhất là vào độ tuổi trung niên, được quý nhân tương trợ nên tài lộc nhiều, có vận may về tiền bạc. Tuổi hợp làm ăn, nữ Nhâm Tuất nếu có ý định mở cửa kinh doanh, đầu tư góp vốn, khi lựa chọn người làm đối tác thì nên ưu tiên với những người này. Đó là Nhâm Tuất, Bính Thìn, Mậu Dần. Hợp tác với một trong số các con giáp trên đây sẽ đem đến sự may mắn, thành công, đạt được kết quả như mong muốn cho công việc mà nữ Nhâm Tuất dự định làm. Lựa chọn vợ chồng, kết hôn với một trong số các tuổi Nhâm Tuất, Bính Dần, Mậu Thìn hay Canh Thìn thì nữ Nhâm Tuất sẽ có một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, thoải mái, giàu sang phú quý. Sau kết hôn không chỉ tình yêu mà cuộc sống công việc của họ cũng có bước đi lên, phát triển vượt bậc. Nhiều vận may tiền tài đến khiến cho cuộc sống luôn vui vẻ, mọi khó khăn cũng đều được giải quyết rất dễ dàng. Kết hôn với một trong số các con giáp Quý Hợi, Kỷ Tỵ hay Tân Mùi, nữ Nhâm Tuất sẽ rất khó để có thể có được một cuộc sống giàu sang, phú quý. Nhưng một cuộc sống khá giả thì không có vấn đề gì. Mặt khác, tình cảm lại vô cùng thuận lợi, tốt đẹp. Nếu mục tiêu của nữ tuổi Nhâm Tuất chỉ là một cuộc sống không có nhiều vất vả, an nhàn, không phải lo lắng tới các vấn đề trong cuộc sống, thì đây chính là một lựa chọn lý tưởng cho họ. Lựa chọn kết hôn với một trong số các con giáp Đinh Mão, Tân Dậu thì cuộc sống hôn nhân của nữ Nhâm Tuất đôi lúc sẽ khó khăn, vất vả. Muốn có được một cuộc sống ấm no thì họ phải làm việc chăm chỉ hơn rất nhiều so với người khác. Gia đình muốn hạnh phúc thì cả hai bên nên kiềm chế lại cảm xúc, lời nói của bản thân, kẻo làm tổn thương tới đối phương. Có những năm Nhâm Tuất vận hạn không tốt, không nên làm ăn lớn, đặc biệt là tổ chức lễ cưới. Do đó là 18, 24, 30, 36 và 42 tuổi thì không nên tổ chức lễ ăn hỏi hay cưới hỏi. Tuổi Đại Kỵ, trong vấn đề hợp tác làm ăn hay kết hôn, Nhâm Tuất cần nên chú ý tới các tuổi sau đây. Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu và Mậu Ngọ. Đây là những tuổi Đại Kỵ không hợp, nếu như hợp tác hay kết duyên với một trong số các tuổi này thì sẽ khiến cho cuộc sống của nữ Nhâm Tuất gặp nhiều trở ngại, rơi vào cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trong cuộc sống không phải luôn gặp được những người cùng năng lượng và đem lại cho mình những điều tốt đẹp. Đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những nhân khí xấu, những kẻ tiểu nhân hãm hại, những điều thị phi do tai ách hay số mệnh tác động. Do đó, để tăng cường vận khí cát lành, chiêu đón nhân khí tốt đến với mình, hóa giải những vận xấu bao quanh, quý vị gia chủ nên thỉnh đeo vòng tam hợp phù trợ cho tuổi của mình. Ở đây tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam hợp Dần, Ngọ, Tuất. Vòng được làm từ một trong những loại gỗ quý hiếm nhất trong phong thủy để kỵ tà, đó chính là gỗ huyết long, kết hợp với ba viên đá mã não màu đỏ, có khắc hình linh vật tam hợp Dần, Ngọ, Tuất. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân dựa vào lực tam hợp của quý thần, mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điều xấu, thì việc tốt sẽ đến với mình, mà từ đó tài lộc, hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, vòng tay tam hợp trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên, có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Năm khó khăn nhất. Vào độ tuổi 20, 23, 29 và 33 tuổi, nữ Nhâm Tuất nên đặc biệt thận trọng và chú ý tới mọi vấn đề trong cuộc sống. Do đây là những năm đặc biệt khó khăn, nên Nhâm Tuất nên chú ý tới tiền tài để tránh bị hao tổn. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, chọn được ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp cho Nhâm Tuất thuận lợi và may mắn hơn trong những dự định sắp tới. Ngày giờ xuất hành phù hợp đem tới vận may cho Nhâm Tuất chính là ngày lẻ, tháng chẵn và giờ chẵn, diễn biến từng năm. Từ năm 19 tuổi đến năm 22 tuổi, Nhâm Tuất trong những năm này phải chịu nhiều vất vả, khổ cực do cuộc sống mang lại. Nhâm Tuất có lòng quyết tâm, ý chí vươn lên nhưng luôn gặp phải cản trở thất bại trong sự nghiệp khiến họ nản lòng. Trong năm có sự thất bại do làm ăn thua lỗ, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về mặt tiền bạc. Tuy nhiên tới năm 21 tuổi, nhiều cơ hội mở ra, công việc bắt đầu có bước chuyển biến tốt đẹp. Năm 22 tuổi, gặp được nhân duyên của cuộc đời. Từ năm 23 tuổi đến năm 27 tuổi,
trong độ tuổi này, cuộc sống vẫn gặp phải nhiều khó khăn nhưng không quá khắc nghiệt bằng đoạn thời gian trước. Tài lộc có tới nhưng chỉ vài lần và đi rất nhanh. Nếu như không biết nắm bắt tốt thì nhâm tuất sẽ có thể phải chịu khổ cực lâu dài. Tình yêu có nhiều những chuyển biến, xuất hiện những vết nứt trong vấn đề tình cảm, báo hiệu sẽ có sự chia ly. Từ năm 25 tới 27 tuổi, vận số được cải thiện lên rất nhiều, đó là vấn đề tiền bạc. Được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp dần vững chắc và có thể phát triển hơn. Những năm này cũng có báo hiệu tin vui về hỷ sự của nhâm tuất. Từ năm 28 tuổi đến năm 34 tuổi, đây là khoảng thời gian may mắn và gặt hái được nhiều thành công, nhất là đối với nhâm tuất. Trong cuộc sống thuận lợi, có nhiều niềm vui, có vận may về tài lộc và tiền bạc, sự nghiệp phát triển. Trong năm có thể nhâm tuất sẽ mắc phải một số căn bệnh nhỏ nhưng cũng không gây ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ cần chú ý hơn tới vấn đề điều dưỡng sức khỏe, chăm sóc bản thân thì bệnh tật sẽ được đẩy lùi. Từ năm 35 tuổi đến năm 40 tuổi, trong những năm đầu có đôi chút chuyển biến về mặt tình cảm làm ảnh hưởng tới hạnh phúc hôn nhân và gia đình của nữ nhâm tuất. Trong những năm này, sự nghiệp không có gì chuyển biến và phát triển, do vậy mà họ tốt nhất nên dành nhiều thời gian của mình hơn vào việc chăm sóc gia đình và con cái, tăng cường tình cảm của các thành viên. Mặt khác cũng nên chú ý hơn trong vấn đề đi lại, khi đi ra ngoài cần phải cẩn thận, nói năng suy nghĩ kẻo rước họa vào thân. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, đây là khoảng thời gian tốt đẹp và có nhiều may mắn. Nếu nhâm tuất có những ý tưởng đầu tư, kinh doanh thì nên thực hiện bởi sẽ rất thuận lợi và gặt hái được nhiều thành quả. Những năm này, tình cảm gia đình tốt hơn trước rất nhiều, có vận may về con cái. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, khoảng thời gian này trong sự nghiệp nhâm tuất đạt được nhiều thành tích nổi bật, tài lộc cũng theo đó mà tới. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, những năm này, gia đình có nhiều niềm vui, cuộc sống yên ổn, con cái thành đạt, đem lại nhiều hãnh diện cho gia đình. Tuy nhiên cần chú ý hơn tới vấn đề sức khỏe, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong năm gia đình êm ấm, con cháu hòa thuận, hiếu thảo, cuộc sống có nhiều niềm vui, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút trong những năm này, nên về hưu để hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu. Thưa quý vị, việc nắm bắt được tử vi trọn đời sẽ giúp quý vị tránh được những vận hạn và tận dụng những giai đoạn tốt của vận trình để phát triển bản thân. Những chia sẻ trên đây mang tính chất chuyên nghiệp, vì vậy mong rằng quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự đề phòng, chuẩn bị cho cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những chương trình được phát sóng lần sau trên kênh.